chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với chủ đề Đời sống tâm linh mùa Covid. Mục Nơi đẹp Xuân Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ với người đã chế tạo ra máy phun khử khuẩn để phòng tránh dịch Covid tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Sau đây là những nội dung chi tiết. Với trên 1.200 di tích, Hưng Yên là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về số lượng di tích được xếp hạng quốc gia cùng nhiều lễ hội lớn. Tuy nhiên, để chung tay phòng chống dịch Covid-19, tỉnh đã có quyết định tạm dừng tất cả các lễ hội diễn ra từ đầu năm đến nay. Đây là hình ảnh lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 âm lịch năm 2019. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, lễ hội đã bị tạm dừng. Cùng với đó là quyết định đóng cửa tất cả các di tích trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Để hoãn lại các cái tổ chức lễ hội này, đóng cửa này, chúng tôi cảm thấy rất là buồn và vắng. Nhưng vì dịch nên là đền vẫn là duy trì là đến quét dọn rồi lên nhang khói rồi vẫn là hoạt động bình thường, nhưng chỉ có việc là không đón khách. Theo kế hoạch, tháng 4 vừa qua, xã An Viên, huyện Tiên Lữ sẽ long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với đền Đậu An. Tuy nhiên vì Covid-19 mà mọi sự chuẩn bị đều phải tạm dừng và lễ hội lớn diễn ra tại đền từ ngày 6 tới ngày 12 tháng 4 âm lịch cũng không được tổ chức. Mỗi năm thì khách về đông thì đền phủ thì ai cũng muốn là coi như là lúc nào cũng coi như là về chiêm bái, nó đông vui thì nó vẫn là tốt, nhưng mà vì coi như là dịch cho nên là nhà đền coi như là đóng lại. Trước khi có dịch Covid thì đối với địa phương chúng tôi cùng ban quản lý đã tập trung chuẩn bị tất cả các khâu để đón bằng công nhận quốc gia đặc biệt, làm một số bảng điện tử, các hoa văn, họa tiết. Thường do điều kiện kỳ Covid cho nên chúng tôi là cũng buộc phải chấp hành thực hiện nghiêm chỉ thị của chủ tịch ban tỉnh đề ra. Mọi người kể cả từ xa đến gần cũng tiếc nuối thật sự như thế. Thế nhưng mà nghị quyết của trên mới cả vì phòng chống dịch nên là nhân dân bắt buộc là phải thực hiện. Các lễ hội ở Hưng Yên từ lâu luôn là di sản văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ và phát huy. Đây cũng là niềm tự hào của người dân địa phương. Hàng năm, Hưng Yên có trên 500 lễ hội, trong đó có rất nhiều lễ hội lớn với những hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, thực hiện công tác phòng chống dịch từ đầu năm đến nay, tỉnh đã nhiều lần ban hành quyết định đóng cửa các di tích cũng như tạm dừng tổ chức các lễ hội lớn nhỏ. Hy vọng với những biện pháp quyết liệt này, chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch. Lễ hội nào phải dừng tổ chức cũng đều để lại những tiếc nuối cho người dân địa phương. Thế nhưng với lễ hội đền Tống Chân ở xã Tống Chân, huyện Phù Cừ thì sự tiếc nuối còn tăng lên nhiều lần, bởi ngay từ đầu năm, chính quyền và nhân dân địa phương đã vô cùng háo hức chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Đó là lễ hội đền Tống Chân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ngôi đền cũng mới được trùng tu tôn tạo lại, khang trang và đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và chung tay phòng chống dịch Covid-19, tất cả đã phải dừng lại trong sự ngẩn ngơ tiếc nuối của nhiều người. Kế hoạch tổ chức lễ hội và lễ đón nhận bằng công nhận lễ hội đền Tống Chân là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được chính quyền địa phương hoàn tất ngay từ đầu năm. Bài bản, quy mô, náo nhiệt là những mường tượng của chính quyền và nhân dân địa phương về lễ hội năm nay, nhưng tất cả đã phải hủy bỏ vì dịch Covid-19. Chúng tôi đang cải tạo, nâng cấp và tu bổ lại cái khu di tích lịch sử đền thờ nữ quốc trạng nguyên Tống Chân, nó khang trang hơn, to đẹp hơn. Lễ hội truyền thống của Tống Chân này thì cũng đã được là cái di sản văn hóa phi vật thể. Thế do vậy là năm nay nếu như mà không vào cái Covid này thì có thể nói đây là một cái sự kiện rất lớn. Do vậy là nhân dân trong xã là rất là háo hức mong chờ cái ngày đó. Theo truyền thống, từ ngày 10 tới ngày 20 tháng 4 âm lịch hàng năm sẽ diễn ra lễ hội đền Tống Chân. Nhưng năm nay địa phương không tổ chức, sự náo nhiệt đông vui thay thế bằng vẻ tĩnh lặng. Người thủ tử này hàng ngày vẫn dọn dẹp lau chùi sạch sẽ ngôi đền chỉ để khóa lại. Phần hội thì do dịch Covid thì theo chỉ đạo của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã là không tổ chức. Phần nghi lễ của chúng tôi thì theo sự chỉ đạo của nhà nước là người cách người 2 mét và đoàn chỉ được từ 3 đến 5 người. Lễ hội không được diễn ra, thay vào đó là việc thi công các hạng mục phụ trợ của ngôi đền. Người dân nhìn cảnh này, mỗi người đều có một cảm xúc riêng. Rất là tiếc. Vì là mọi năm là tổ chức ngày hoành tráng như thế mà năm nay Covid không tổ chức được. Chấp hành đúng 5K của nhà nước và chính phủ cho nên là không tổ chức lễ hội được. Cho nên là nhân dân chúng tôi là rất buồn. Nhưng thôi thì năm nay chúng ta không tổ chức thì sang năm ta tổ chức hoành tráng hơn.
Trong thời gian dừng các hoạt động hội hè để phòng chống dịch COVID-19, nhiều sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân đã có những thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chùa Phúc Lâm Tiên Quán ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, một ngôi chùa lớn và có nhiều Phật tử tới đây thực hành các nghi lễ tín ngưỡng. Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhà chùa đã nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Lễ hội Phật đản tổ chức quy mô nhỏ trong giảng đường, các hình thức online được sử dụng nhiều hơn. Bản thân nhà chùa là trụ trì chùa khuyến cáo các Phật tử là thực hiện đời sống tín ngưỡng, tôn giáo mà đảm bảo cái việc phòng chống dịch COVID-19. Thì riêng đối với cái việc đám tang thì nghi lễ cầu siêu vẫn diễn ra đảm bảo trang nghiêm, nhưng mà phải chấp hành nghiêm chỉnh cái quy định của nhà nước về số người, về khoảng cách, rồi về các cái biện pháp an toàn khác. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một Phật tử thường xuyên tới chùa tụng kinh niệm Phật. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các chuyến tham quan lễ Phật đều hoãn lại. Với bà, Phật là từ tâm. Thì vì dịch Covid thì các gia đình tại gia như chúng tôi này thì đã cũng thờ Phật tại gia, thế thì ngày ngày cũng vẫn tụng kinh niệm Phật, vẫn cầu Phật gia hộ cho gia đình, rồi xóm làng thôn quê mình là nói riêng và cả thế giới dịch Covid làm sao cho được đẩy lùi. Thay vì đến chùa thì hàng ngày bà đều tụng kinh niệm Phật tại nhà. Sống làm sao cho là một con người có đạo đức này, luôn luôn nhắc nhở mình tu dưỡng làm sao mà hạn chế cái tối đa nhất mắc vào những cái khuyết điểm của nhà Phật cấm. Trong nhà Phật có dạy rằng là Phật tại tâm, khi nào chúng ta trong tâm mà nghĩ điều thiện để có những hành động thiện thì đấy là tâm Phật. Chính vì thế nên là khi các Phật tử tuy không đến chùa lễ Phật, nhưng trong tâm các Phật tử mà hướng về Phật Pháp, hướng về điều lành, điều thiện, thì đó cũng chính là các vị đã gặp được vị Phật ở trong chính tâm của mình. Mọi sự thay đổi để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và đẩy lùi dịch COVID-19 hiện nay đều là cần thiết và đáng trân trọng. Phật là từ tâm, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần luôn hướng về Phật thì đều được chứng giám. Trong những ngày, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào căng mình cùng nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19. Khi địa phương xuất hiện các ca F0, đã có nhiều tấm lòng thiện nguyện hướng về tâm dịch và hình ảnh máy phun khử khuẩn được chế tạo từ máy rửa xe của anh Nguyễn Đức Kiên xuất hiện đã cho thấy sự quyết tâm đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương cùng chung tay chống lại đại dịch. Hình ảnh này có lẽ đã rất quen thuộc đối với người dân trên địa bàn phường Phùng Trí Kiên trong những ngày địa phương căng mình chống dịch. Cứ đều đặn một tuần hai lần, ba máy phun khử khuẩn tự chế được những người có tấm lòng thiện nguyện này trực tiếp điều khiển len lỏi khắp đường làng ngõ xóm, góp phần mang lại an toàn, bình yên cho người dân nơi đây. Là tôi thấy việc làm này là cũng rất có ích cho mọi người, cho cộng đồng. Thế ra là anh em tôi cũng tự động coi như là bỏ công bỏ sức ra thôi, đi phun với nhau, thì tiền thì không lấy của ai cả. Và người chế ra máy chuyên dụng này chính là anh Nguyễn Đức Kiên, tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Trí Kiên. Nhận thấy máy khử khuẩn đeo vai nhỏ lại không phun được nhiều, vì vậy anh đã dùng máy rửa xe cùng máy phát điện 220V và xe thô sơ để chế thành 3 máy phun khử khuẩn. Máy tự chế này có thể pha khoảng 250-300 lít dung dịch phun một lần và quan trọng là có thể đi vào tất cả ngõ nhỏ tại các tổ dân phố, nhất là những khu vực bị cách ly phong tỏa. Anh Kiên đã tự mua dung dịch và cùng nhóm các anh em tự nguyện đi phun khử khuẩn cho cả phường. Xe của nhà nước quân đội thì nó rất là hiệu dụng và tốt, thế nhưng mà chỉ ở những cái đường to thôi, ngõ nhỏ cũng cần phải phun với dung lượng lớn mà nhiều như vậy thì mình sẽ nghĩ ra làm sao. Chúng tôi đã nghĩ ra dùng mấy cái máy rửa xe mini để chúng tôi phun được các cái ngõ nhỏ, bởi vì cái xe quân đội không thể vào đấy được. Việc làm của anh Kiên với sáng chế của mình đã được lãnh đạo địa phương và người dân rất ghi nhận về hiệu quả mang lại. Đây là việc làm thiết thực, hữu ích với cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi đánh giá rất cao về cái tinh thần trách nhiệm của anh Nguyễn Đức Kiên và cái tổ thiện nguyện này, và đang xây dựng là sẽ biểu dương anh trên toàn phường. Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy cái máy chỗ anh Kiên, phải nói là một cái sáng tạo rất là tốt, mà để phục vụ trước hết là phục vụ ở phường Phùng Trí Kiên và các cái ngõ đường ngõ xóm ở phường Phùng Trí Kiên, phải nói là rất là đảm bảo và tốt, phun tơi khắp các cái ngõ xóm, các cái đường rất bé anh ấy vẫn vào được. Dịch COVID-19 còn có thể diễn biến phức tạp, nhưng với sự đồng lòng chung tay phòng chống dịch,
với hành động đẹp đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, tin rằng sớm thôi chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Những hình ảnh về chiếc máy phun khử khuẩn độc đáo vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí văn hóa đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.